Kim Tae-hee bị bắt gặp theo chân ông xã đi làm, xong việc còn được chồng đưa đi làm điều này. Sau 5 năm kết hôn, cặp đôi Biren và Kim Tae-hee vẫn luôn khiến netizen ngưỡng mộ bởi tình cảm ngọt ngào như thuở mới yêu. Thời gian gần đây, người hâm mộ trên khắp thế giới đang đổ dồn sự quan tâm vào cặp vợ chồng Son Hyun-bin và Son Ye-jin. Nhiều người cho rằng cặp đôi hạ cánh nơi anh này chính là hình mẫu lý tưởng cho tình yêu và hôn nhân của làng giải trí Hàn Quốc. Bên cạnh đó, khán giả vẫn không quên rằng K-pop vẫn còn một cặp vợ chồng nữa cũng từng làm mưa làm gió và nổi đình nổi đám không kém. Đó không ai khác, chính là Biren và Kim Tae-hee. Mới đây, một blogger xứ Trung đã đăng bài hé lộ về tình trạng hôn nhân của hai minh tinh này. Dù đã làm bố mẹ, nhưng cặp đôi vẫn khiến netizen ăn đường bởi sự ngọt ngào dành cho đối phương. Chỉ vài ngày trước, cư dân mạng đã chụp được cảnh Biren đến đảo Jeju để quay một chương trình tập kỹ kiểu đời thường. Cùng lúc ấy, người đi đường cũng bắt gặp Kim Tae-hee xuất hiện tại đảo Jeju để theo chân ông xã làm việc. Dù cả hai đều vô cùng kín tiếng, nhưng khi được fan nhận ra, người đẹp họ Kim vẫn vui vẻ ký tặng và giao lưu với người hâm mộ. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Kim Tae-hee theo chồng đi ghi hình. Trước đó, vào đầu tháng 4, một số cư dân mạng đã tình cờ gặp Biren và bà xã cùng đến đảo Jeju để quay show. Sau khi kết thúc công việc bận rộn, cặp đôi còn đánh lẻ đi hẹn hò, cùng nhau nếm thử các món giải khát truyền thống của địa phương. Nhiều nguồn tin cho biết, để không ảnh hưởng đến công việc, Biren và Kim Tae-hee đã cố tình tách ra trong quá trình ghi hình. Tuy vậy, cư dân mạng cũng soi đục ra những bức ảnh mà mỹ nhân nấp thang lên thiên đường đăng tải lên mạng xã hội đều do ông xã chụp cho. Trong một bài phỏng vấn trước đó, Biren đã được netizen mệnh danh là ông chồng nghiện vợ khi chia sẻ rằng bà xã lúc ăn cơm có dáng vẻ vô cùng xinh đẹp. Nam tài tử cũng hé lộ bản thân từng rất kiên trì và lên kế hoạch rõ ràng trong thời gian cưa cẩm người đẹp họ Kim. Thậm chí, anh còn bị từ chối tận 4 lần nhưng vẫn không từ bỏ và nhận được cái gật đầu của Kim Tae-hee vào lần ngỏ lời thứ 5. Cũng bởi lẽ đó mà giờ đây Biren càng trân trọng hạnh phúc mà mình đang có. Anh luôn cố gắng giữ lấy Kim Tae-hee và nâng niu cô trong lòng bàn tay. Sự nghiệp rực rỡ, hôn nhân nồng ấm, con cái xinh xắn. Biren và Kim Tae-hee đã có được những điều khiến ai nấy đều khát khao và mơ ước. Trước đó, Biren còn khiến fan mê mệt khi đăng loạt ảnh chụp món ăn do anh tự tay thực hiện cho bà xã và hai con gái. Dù bận rộn, anh luôn muốn tự tay vào bếp nấu nướng cho vợ và con gái. Mỗi khi xuất hiện chung, Biren không rời vợ nửa bước và luôn cầm tay để bảo vệ Kim Tae-hee. Sau khi lập gia đình, nữ diễn viên xinh đẹp lui về hậu trường vuông vén tổ ấm, hạn chế đóng phim. Trong một chương trình ghi hình quảng cáo gần đây, Biren gây sốc khi tiết lộ rằng anh vẫn gọi vợ là chị dù hai người đã kết hôn. Kim Tae-hee hơn chồng 2 tuổi. Biren gia nhập làng giải trí từ năm 1998 nhưng phải tới năm 2002, tên tuổi của anh mới lan rộng khắp châu Á. Anh hoạt động trong lĩnh vực ca hát, điện ảnh và sản xuất âm nhạc. Ngôi sao 38 tuổi có một sự nghiệp đáng ngưỡng mộ với 7 album ca nhạc cùng 28 đĩa đơn đã được trình làng. Theo truyền thông Hàn Quốc, Biren sở hữu khối tài sản khổng lồ và được xem là ông hoàng bất động sản của làng giải trí xứ Hàn. Tài sản của vợ chồng Biren và Kim Tae-hee lên đến 42 tỷ won, hơn 882 tỷ đồng. Hiện tại, mỗi tháng Biren đều nhận được 100 triệu won, hơn 2,06 tỷ đồng từ tiền cho thuê căn hộ.